Hôm nay đến tận nơi được một cái hoàn cảnh rất chi là đặc biệt và rất chi là thương tâm quý cô chú anh chị. Lúc khi Hùng Cao đến ghi hình thì bỗng nhiên trời mưa to, rất là to luôn nha. Mưa to gió lớn đó. Thì cái hoàn cảnh gia đình này bị dột và bị tạt. Cái ngôi nhà thì trong cái ngôi nhà chẳng có gì cả, gách nát để cho mưa to gió lớn phải tạt vô vào trong nhà. Thì cái đường đó, đi vô đó, rất chi là sình lầy. Và cái đôi dép của em đó, dính sình rất là nhiều luôn. Đi một hồi là dính sình, không đi nổi luôn đó quý anh chị. Nó rất chi là nặng cái giò. Thì cái câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình này như thế nào đó, Hùng Cao mời quý chú anh chị hãy xem hết cái đoạn video sẽ hiểu rõ về cái hoàn cảnh này hơn nhiều nha. Thì những lúc mà Hùng Cao đang quay đó, trời mưa to đó, Hùng Cao phải núp vì cái trời gầm đó quý chú anh chị, rất là to lớn luôn. Dạ rồi, Hùng Cao mến chào quý chú anh chị nha. Thì hôm nay á quý chú anh chị, Hùng Cao lặn lội vô tới vùng sâu vùng xa, trong cái nơi hẻo lánh, trong khu vực nơi hẻo lánh này nè quý chú anh chị. Đó thì Hùng Cao được quý bà con cô bác chia sẻ được về một cái hoàn cảnh rất chi là thương tâm. Thì lời nói đầu tiên cho Hùng Cao gửi lời chúc quý cô chú anh chị cũng như quý Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự nhí nha. Thì đây trước cái màn hình của Hùng Cao là ba cái ngôi nhà đều chung gia đình, nhưng đặc biệt một cái là cái ngôi nhà chính quý chú anh chị, chính giữa là của cha mẹ và hai bên đó là của người con. Thì bà con chia sẻ cái gia đình của chú và cô đây rất là khó khăn, nhà thì không ra nhà, chòi cũng không ra chòi quý anh chị, có như vậy để mà sống tạm qua ngày thôi. Thì câu chuyện thực hư như thế nào đó thì bây giờ Hùng Cao mời quý chú anh chị hãy theo chân Hùng Cao để vào trong nhà trò chuyện cùng gia đình để hiểu rõ về cái hoàn cảnh hơn ha. Thì cái lối đi vào á là chỉ đất sình thôi, Hùng Cao đi mà dính dép luôn á quý chú anh chị, dính cái giò nặng chịu chịu luôn. Mưa xuống á là coi như là sình lầy luôn nha. Đi bước chân đi vô á thì nó dính đôi sình, nó dính dép đây nè, sình nó dính đôi dép nè quý chú anh chị đó. Thì cái hoàn cảnh như Hùng Cao cũng có hỏi thăm sơ á, thì gia đình của cô với chú á cũng cực khổ khó khăn lắm chứ anh chị. Thì sẵn tiện hôm nay đó Hùng Cao rảnh rỗi, Hùng Cao sẽ đi đến đây, nơi đây cũng khá là xa và cũng vùng sâu hẻo lánh nữa. Thì gặp được hai cô với chú đây á, thì Hùng Cao muốn ghi hình để trò chuyện cũng như về cái hoàn cảnh để cho quý chú anh chị cũng như quý Mạnh Hùng Quân biết được cái hoàn cảnh gia đình như vậy đó. Thì bây giờ Hùng Cao mời quý chú anh chị hãy trò chuyện cùng gia đình nha. Dạ con chào cô nha, cho con xin kẹp cái mic đi. Dạ rồi, cô có thể cho khán giả biết được cô tên gì không? Bao nhiêu tuổi? Thật thì xin. Dạ. 60. 60 tuổi. Ừ, 60 tuổi, 60 tuổi á. Ừ. Rồi con. Mình là 60 tuổi đúng á, tuổi còn gồng mà. Dạ rồi còn chú. Chú tức 6 mấy rồi, ông 6 mấy rồi. Rồi chú tên gì? Lý Sen. Thịt thì xin. Dạ, cô gia đình mình được mấy người con cô ha? Ba đứa con. Ba người ba, con. Ba người con mà dạ. Người ta ra riêng hết rồi. Dạ. Còn có hai vợ chồng già. Dạ. Cũng có tiền, có bạc, ông mừng ngày, sáu ngày qua ngày nào ta có mưa, có tiền, có mưa thì đói. Dạ. Tiền thiệt. Rồi cuộc sống hàng ngày của cô với chú á, mình làm nghề gì để kiếm ra tiền ha? Ông đi mặn ruộng, mặn bờ, mặn gì cho anh ta vậy đó. Ui, cô không mặn đâu có được, có bệnh không? Ừ. Bệnh tiểu đường rồi bệnh lên máu lên xuống máu cũng luôn á, chứ mình có đi khám chữa trị hay đi gì? Khám bài còn thuốc chưa đi. Yeah. Đi ra khám người ta cho thuốc á. Mình có sổ hộ nghèo hay là cận nghèo gì không? Không, ta lâu lắm không có hồi. Ừ. Ta cho nhà nước cho nhà lâu lắm không có. Nhà nước cho nhà mà bây giờ ra nông nổi này luôn á, cho lâu lắm rồi, cho lâu lắm rồi đó, cho lâu rồi nè, cột đúc về bảy hết trơn đó, đó nó đó cột bẻ xẹt bẻ hết lâu lắm rồi. Bây giờ con. Chỉ còn cái nóc thôi ha, hai miếng vách thì không có. Không có luôn. Vách thì cũng nhờ con nè. Dạ. Con bên đây thằng giờ cũng nhờ con nghèo. Cô không đi làm rồi chú làm cái gì? Không làm bờ làm gì, mần cho anh ta mần ngày gì đó. Ừ. Bơm nước đồ. Chú làm ngày được bao nhiêu tiền? Ngày được 200. Nhưng mần chọn ngày gì đó. Dạ. Mình không chọn ngày không có tiền.
khi muốn đi khám còn không có tiền nó cháu ấy, nó thiệt luôn. Tới chỉ tới vụ lúa mình mới làm ha. Vụ lúa mới làm. Rồi không có vụ lúa mình làm gì vậy? Không có làm, ở nhà vậy. Cắt cỏ hả? Cắt cỏ trên tay, mặn ngày trên tay đó. Biết là mặn ngày trên tay đó. Dạ. Có tiền. Mình không có ruộng đất gì luôn. Không có luôn. Rồi nếu, nếu như cuộc sống của mình hàng ngày mà không có kiếm ra được đồng tiền đó, mình phải xây sở trang trải cuộc sống như thế nào? Đi kiếm mặt dây mặt hỏi người ta. Vậy đó. Đi kiếm mặt ngày người ta đi mượn người ta trước. Dạ. Thì ông mượn người ta 10 ngày, 5 ngày trước vậy đó. Dạ. Rồi mần trừ lại trả cho người ta, rồi nhà nào trả đủ đi mượn nữa. Rồi người ta có lấy tiền lời mình không? Không. Mượn khi mượn tiền người ta chứ. Không có dư giả để mà mình làm được cái nền để cho sạch sẽ luôn hả? Không có luôn, không có tiền, không có tiền ăn nó lấy gì làm. Có, không có. Không có. Không có thiệt tình luôn, không có luôn. Cô sống ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Sống đi hồi nhỏ tới lớn. Nhỏ tới lớn. Cha mẹ gốc gác cha mẹ ở đây mà. Dạ. Đi sanh quanh đất cha mẹ đó rồi bà sang rồi bà cho nền nhà cho kia ra con người tầm hai tầm các nhà nữa đó, con thấy rõ ràng ba đứa con. Cũng đều khổ cực. Khổ cực hết trơn, nó cũng thằng này cũng bên đây nhờ cha mẹ người ta cũng cho, không sao cho, thằng này cũng không có đâu. Dạ. Cha mẹ nhờ cha mẹ bên vợ cho đó. Cho tiền để cho tiền cắt cái nhà nè. Cắt bên, được cái miếng tôn này đó. Cắt cái miếng tôn này mà nó cũng không có gì hết trơn. Dạ. Cũng có đâu. Bên đây là cũng người con luôn. Con cũng con thứ ba, thằng thịt thứ ba là thứ hai. Dạ. Còn nhỏ gái Úc thì đi bên theo chồng rồi. Dạ. Cắt hộ khẩu hết trơn, không còn hộ khẩu khoảng hai vợ chồng. Còn gì? Nhà có đó sao thấy đó. Nó nuôi cháu ngoại đó. Rồi ba mẹ của cháu làm gì? Đi làm công ty rồi, bây giờ làm công ty rồi làm không có tiền đó. Dạ. Có tiền cũng mà ngâm nhầm chỗ mà không có tiền lắm. Rồi mưa có bị dột không con? Dột. Rồi nếu mà xin lại vậy rồi sao mà mình đi? Trời mình ơi, mưa tới mưa lớn nó ngập ra. Ngập luôn. Ngập luôn, mưa ngập luôn. Nếu mà mưa lớn là ngập trong nhà luôn, ngập luôn á. Cái nền ở ngoài trước nó rất là cao luôn, còn từ cái đằng trước mà đi vô nhà cô á rất là thấp. Mưa tức là phải ngập. Nó nhờ để nền vô là ngập luôn á. Dạ. Bị bên này không có này, bên này nó nhiễu vô nè, bên đó không có đâu. Nó vô thoải mái luôn. Rồi anh sao cũng dọt tùm lum, cách nấu cơm nấu gì có cũng có. Rồi bữa nay mình có nãy sớm giờ cô chú có dùng cơm chưa? Cơm rồi. Dùng rồi ha. Bữa nay mình dùng cái món gì cô? Cái hột vịt. Vịt hả? Vịt chiên không có gì chứ. Vịt chiên hả? Dạ, hột vịt chiên. Vịt chiên rồi đó. Ở phía sau có bóng đèn không? Có này đặt lại nè, bật bóng đèn không có gì đâu cháu ơi. Nhà đây yên nè, có gì à, đâu. Nhà sau cô chú. Hết ga hết gì là một năm nay không còn tiền, không có tiền đổi ga đó. Nó không có đổi ga luôn, bây giờ mình xài củi lại hả? Không, giờ cũng hết củi luôn, nấu thuốc uống không nè. Một năm không có tiền đổi ga. Xài gì bây giờ? Hết củi rồi, giờ củi xài củi. Là nhà tắm mình đó hả? Nhà tắm. Wow. Nhà sau cũng dọt hết trên này, mà dọt nấu cơm nè, có gì đâu nè. Nấu cơm này dột hết nè. Nó bữa dột hết chân. Này cái lò củi của cô để nấu đồ ăn thường ngày hả? Đâu có, để nấu nước uống, không có tiền mua thuốc các con nè, nấu nước uống nè. Thuốc hả? Nấu nước uống á. Nấu thuốc không? Ừ nè, lá này nè, nấu uống. Đó lá gì? Lá dứa. Rồi chị bệnh gì cô? Nó bệnh tiểu đường đó. Người ta chỉ hả? Ta chỉ. Lá dứa hả? Ừ. Giờ sáng chưa có nấu nè, không có củi nữa kìa. Nó dột mà con thấy không đó. Quá trời, cái sao rồi nè. Tiền con ô, nó khổ thiệt á, nó điều nó không có gạo ăn nữa, nó thiệt tình á. Đi mà đụng đầu luôn với chứ anh chị, hấp dẫn rồi. Dạ, không có thiệt, không có thằng này đâu. Thì cũng như... Con cái lưu đó. Con cái lưu này đựng nước con à? Con cái lưu này nhà nước cho, cũng cho nè. Sao mình không tích góp mình mua thêm cái thùng phi để không mà... Không có tiền mua con, không có tiền thiệt để tình. Để chứa nước uống rồi. Không nếu... có luôn. Rồi hạn hán giống như hồi mấy tháng trước như vậy rồi cô uống nước gì? Uống nước nấu nước lọc đó, uống đại đó. Nấu nước lọc uống đại luôn dạ. À? Dạ, chứ không nói vậy đó. Bây giờ tháng mưa này mình có tiền mình mua cái lu nước nào to to hứng nước để uống. Mà người ta bán thiếu cũng không dám mua, không có tiền trả người ta.
ta có bán thiếu không? Có bán mà không dám mua. Không dám mua hả? Tiền trả ta đâu. Tiền trả. Bây giờ mình vay mượn hết nhiêu rồi? Vay mượn ta cũng còn thiếu là hết ra cũng còn 10 triệu, cũng 10 chừng 10 triệu đó mà chưa tiền trả ta lắc cắt vậy đó. Vậy đó. Dạ, rồi người ta cái này một người kia 1 triệu, 2 triệu gì đó. Người ta có tính tiền lời của mình không? Lời á, một tháng thì lời 50 ngàn một kiểu. 1 triệu 50 ngàn, rẻ hay? 50 ta ăn rẻ. Ở trong vùng quê cũng rẻ chứ. Không phải là mượn một chủ thì được đâu, mượn một chủ này 1 triệu, 2 triệu gì đó. Của nhà con mượn con em thất nghiệp mà mình cũng chịu vậy, nào đóng lời cho anh ta vậy đó. Dạ. Không kiếm mận qua ngày đó, đóng lời cho anh ta vậy. Gặp như ở ngoài chợ là phải 1 triệu đến 1 triệu 2, 1 triệu 3. Ở đây 1 triệu nó ăn 50. Dạ. 1 triệu 50 ngàn. Kiếm 2-3 chủ người, mình không dám kiếm nhiều nghèo, sợ anh ta không cho á. Kiếm 1 triệu, 2 triệu vậy đó. Hiện tại bây giờ trời mưa quý chú anh chị. Hùng Cao đi hôm nay ấy, cũng ngày cũng tốt, được trời mưa phù hộ cho Hùng Cao được gặp cô ngay lúc trời mưa để mà quay được cái hoàn cảnh sình bùng lầy như vậy luôn. Cái ngôi nhà mà gặp mà trời mưa lớn thì thôi khỏi đi vô luôn quý chú anh chị, nó sẽ mưa ướt lầy á. Phát tiếng lắm chứ. Thì cái hoàn cảnh của cô với chú chia sẻ rất chi là thương tâm. Hát qua đi ông không? Thì Hùng Cao cũng mong rằng á, Hùng Cao quay cái video này á, Hùng Cao đăng tải lên được cô chú anh chị và quý khán giả yêu mến để mà chia sẻ gần cái video của Hùng Cao, để đến gần quý mạnh thường quân hơn, xem được cái hoàn cảnh của cô với chú đây, để mà hữu duyên cũng như lá lành đùm lá rách. Đây là vợ chồng của chú là lá nát luôn của chú anh chị, nát hết toàn bộ, không còn gì mà để tả hết. Thậm chí cái nền đất sình bùng á, tối mà mưa đi ngủ không biết phải rửa chân bằng cách nào để mà lên giường được nữa. Rồi thậm chí ban đêm mà mưa thì sẽ bị tạt dột của chú anh chị. Nếu mà tạt bên đó lại ngủ không được, bên đó nó tạt mưa bên đó lại ngủ không được. Bên đây cũng có lỗ hang. Thì ngay trời mưa luôn, thì cái hoàn cảnh này trời mưa như vậy đó. Thì Hùng Cao quay thực tế để cho quý chú anh chị xem biết rõ hơn đó, về cái hoàn cảnh gia đình như vậy á. Dạ thì cô chú anh chị, nãy giờ trời mưa đó, Hùng Cao núp quá trời núp rồi. Bây giờ thì Hùng Cao sẽ có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho gia đình. Để nãy cô cũng có trò chuyện riêng với Hùng Cao là nhà hết đường hết mắm, muốn một phần anh chị rất quan tâm nghe và nhận lời, thì Hùng Cao sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến cho gia đình. Đây Hùng Cao lá rách này, nhưng Hùng Cao sẽ đựng những lá nát luôn với anh chị. Đây thì con đến đây để ghi hình để gửi cho hai cô chú nha. Cảm ơn con nhiều lắm, thiệt cảm ơn thiệt tình luôn con. Thiệt cô với chú có cái mong ước điều gì không? Mong ước là có tiền chút đỉnh trả nợ anh ta thôi. Trả nợ thôi. Trả nợ gì với nhà gì biết nói sao giờ nữa. Không có trời bệnh nữa, mặn gì được. Còn cái số nợ của cô với chú nợ là khoảng bao nhiêu tiền? Có 10 triệu trả lời à. 10 triệu. Thiếu 3 triệu, 2 triệu chứ không phải là kiếm chỗ nhiều tao không dám cho đó. Thì mình nghèo mà. Rồi con cũng mong rằng cái điều ước cô sẽ thành hiện thực ha. Thì con đến đây ghi hình như vậy đó. Thì con cũng mong là gia đình mình sẽ được hữu duyên, để được giúp đỡ phần nào cho gánh nặng của gia đình. Thì có là cô cảm ơn nhiều lắm, thiệt tình luôn. Thì Hùng Cao cũng xin cảm ơn quý chú anh chị đã xem hết cái video của Hùng Cao. Hùng Cao gửi lời chúc cho quý chú anh chị xem video thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc của gia đình. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an nha.